got the juice, you take game the truth. My screams is the proof, don't under to get the truth. So my speed in the coop, leaving this interview that I am nothing new, I've been fucking with you. Hello các bạn, mình đây. Thời gian này mình đang cố gắng quay thật là nhiều vlog để chúng ta có thể hiểu về nhau nhiều hơn. Các bạn có thể hiểu hơn về con người của mình, tính cách của mình, cũng như là biết được rằng mình bị điên đấy. Ok, câu chuyện ngày hôm nay mình muốn kể với tất cả các bạn đấy là mình từng nghĩ mình có thể trở thành một rapper. Tại sao mình nghĩ như thế nhỉ? Lý do vì sao mấy câu chuyện nó ra nông nỗi như vậy là bắt nguồn từ hồi năm nhất đại học của mình, hồi 4-5 năm trước. Hồi mình học đại học ngoại thương ấy, mình cắt tóc ngắn như tomboy, xong rồi mình nhuộm lai đỏ, lai hồng trông rất là... Oh my god. Cái gì nhỉ? Young Buffalo à? Đó, thì cái hồi đấy mình cảm giác như là trong con người của mình có một cái con sư tử đang muốn bùng cháy hết ra bên ngoài ấy. Và đó cũng là cái khoảng thời gian mà mình rất là thích rap và mình rất là hay viết rap nữa. Và mình đã từng nghĩ chắc chắn mình có thể trở thành một rapper. Xong rồi mình lấy cái nghệ danh là Snowbee. Hồi đấy mình nghĩ là ok, mình nghĩ ra một cái rap name gì đấy nó tây và nó ngầu một tí, kiểu tròn chất ý. Nhưng mà thực ra ý nghĩa là nó rất là xàm xí thôi. Snowbee thì snow có nghĩa là tuyết, bee thì là chữ cái đầu trong chữ beat. Nói chung là nó chỉ đơn giản là dịch từ tên tiếng Việt của mình sang tiếng Anh, chứ không có gì cao siêu đâu. Xong rồi mình bắt đầu tập tành viết rap. Nội dung thì rất là xàm thôi. Mình cũng không có kỹ thuật hay là rap skill gì cả, mà chỉ đơn thuần mình viết ra theo những cái suy nghĩ và những cái cảm nhận cá nhân của mình thôi. Sau đấy mình lên mạng, mình bắt chước cách flow theo các rapper nổi tiếng. Đây, những cái bài như này. Qua trường ta có biết bao nhiêu chuyện nổi bật, thế nhưng hỏi mà ông không biết thì ông đúng là thằng ngã. Thêm chuyện học phí nhà trường tăng gấp đôi khiến cho mà sinh viên nghèo phải hấp hối. Thời được sinh viên tích hợp thì ngân hàng trả học phí, từ giờ học phí trả bằng tiền mặt phải móc ví. Nửa thế kỷ qua bao năm mưa và tôi hình thành nên bề dày 50 năm bao nhiêu thế hệ thì cho tâm huyết với nghề dạy suy sinh kéo dài. Hội tụ cả Bắc lẫn Nam đêm nhạc ký túc xá, sinh viên của nhà đến bao giờ sáng vẫn hàng. Nếu tôi mới mong ngoại thương, ngoại thương thì làm sao? Con này đó là thiên đường, ngoại thương thì làm sao? Trích thì đó ảo tưởng, ngoại thương thì làm sao? Thì họ mới là hoang đường. Thậm chí là mình còn đi thi mấy cuộc thi về rap. Oh my god. Hồi đó rất là nổi cái bản tin Rap News mà Dalap dẫn ý. Cái cuộc thi đấy là cuộc thi Rap New Contest, cũng là Dalap làm ban giám khảo luôn. Xong mình còn thấy cả kiểu MC yêu rồi classic đi thi mà kiểu những cái rapper rất là chuyên nghiệp mà kiểu bài thi ở level kiểu mà mình kiểu gà nhất trong cái cuộc thi đấy. Thật kiểu mình cảm thấy cái bài của mình nó rất là chẩu tre. Bản tin Xuân Hòa kính chào quý vị và các bạn. Với những ai chưa lên Xuân Hòa, hiểu biết của Lạc có giới hạn, vậy hãy để chương trình chúng tôi đem đến cho bạn một món quà, đó là những thông tin bổ ích về thánh địa Xuân Hòa. Mình không nghĩ vì sao hồi đấy mình trầu như thế, nhưng mà cuối cùng mình lại được giải ba. Surprise! Lý do mình nghĩ là do mình là người nữ duy nhất đi thi cuộc thi đấy nên là mình giải ba. Tiếp theo nữa mình lại thi tiếp. Lúc đấy có một cuộc thi âm nhạc của trường đại học ngoại thương tổ chức dành cho tất cả các sinh viên ở Hà Nội, thì mình cùng vài người bạn của mình trong câu lạc bộ guitar đại học ngoại thương có lập một cái band nhạc đi thi. Xong rồi mình còn đảm nhiệm vai trò là rapper trong cái band nhạc đấy luôn. Nhưng mà cuộc thi đấy thì bọn mình trượt. Mà mình thấy các bài thi của bọn mình cũng kiểu hay mà, văn văn chèm tiếng Anh các kiểu như này. Chỉ kể sung sung như thế thôi để các bạn biết được mình đã từng sống trong đam mê bùng cháy để trở thành một rapper như thế nào. Nhưng mà từ hồi đi làm nghề này thì mình cũng bỏ rap được 4-5 năm rồi, không có viết rap trở lại nữa. Nên là ngày hôm nay mình mới quyết định là mình sẽ thực hiện một cái thử thách liên quan đến rap để mình xem là cái khả năng rap của mình bây giờ như thế nào, có đủ trình để đi thi rap Việt hay không. Đó là thử thách vừa mặc tranh vừa rap. Mình đã chuẩn bị một cái đĩa tranh to như thế này. Các bạn ơi, nhìn đã thấy chua rồi. Let's go. be a girl, now I'm used to being the gold. You're sitting on my feelings, you're sitting on my phone. I ain't got no time for the troubles in the eyes. This time I'm really looking at me, myself, and now I'm going solo. I'ma do it on my own now, now that you're alone. Got you looking for a clone now, solo. That's all I'm getting down, this and for this and the crown. Sing it out loud. To be your girl, now I'm just doing the girl. You're sitting on my feelings, you're sitting on my phone. I ain't got no time for the couple in your eyes. Yes, I'm really looking at me, Mr. Man. I'ma do it on my own now. That song getting loud, this is for you. Cay dã man luôn, thực sự. À không, chua. Ôi, sao nghĩ fail thế nhỉ? Fail quá. Whole crew got the juice, you take game the truth. My screams is the proof, don't under to get the truth. So my speed in the coop, leaving this interview. That I am nothing new, I've been fucking with you. No one bitches taking you, just tell them to make it you. That how it be, I come first, let that build. So baby when she need that, give me that one, no I'm good, I'll be back for my baby. Make sure that it's getting her share. Make sure that it's baby take care. Make sure mama toes on my knees, keep him please, rub him down, be a lady and a freak. Oh. Ủa, lần này làm được, lấy lại danh dự. Hầu khu, lại. Hầu khu, sao không vào được nhỉ? Whole crew got the truth, your dick game the truth. My scream is the proof, them up. Living this scenario, and nothing new. I've been fucking with you, now I'm looking to think you. So slow them to make it you. The holiday I confirm, let that build. So baby, once you need that. For my baby, I mean. Make sure that he's getting his share. Make sure that his baby take care. Make thọt cả hạt khẩu học. Ôi, khó quá, fail quá, sao mà làm được rapper đây à? You're gonna do all them that's a hard. Bên chung ngày back now móc su wanna come and get some tất cả chỉ mắt ở chút su up channel what's up I'm right back. Bằng con xuê đu cock back. Turn chain get hijacked don't lie me then tell me how you like that, like that. 4 miếng. Phát sinh cố lên Snowbee, phát sinh Snowbee you can do it. You don't need all that nothing heavy. Better than a bad man, not you want to come and get some back. Cause you might or just you option not what you under that. Don't say you talk back. Can you get high just don't run me then tell me how you like that, like that. Oh, chạy gần trong. Sorry. Cái video này sẽ là cái video mất vệ sinh nhất của mình đến trước giờ. Chảy cả nước mắt, nước mũi, nước miếng. This one I saw the boys with the booming system. Top down, I see with the cooler system. When they come up in the club, he be blazing up. Got stakes on deck like saving up. And he ill, he real, he might get a deal. He buy, but his ain't got the right kind of bill. He cold, he dope, he might sell coke. He always in the air, but an outside couch. Hit the motherfucking trip, sell a lot of ship. When I'm making trip, kiss him on a lap. That's the kind of dude I was looking for. And yes, he gets slave, you look at her. I said, kills me, you're a hell of a guy. I mean, mama, you like pig and fly. I mean, you're so shine, I love your ties. Why, sick of the guy, well, think of cho mình thêm một cơ hội nữa thôi. Mình thề lần này mình sẽ làm được. Mình thề. Xin thề. This one for the boy with the booming system. Top down AC with the cooler system. When coming in the club, he be blazing up. Got stakes on deck, man, saving up. And ill, he real, he man got a deal. He bob and then he got the right kind of bill. He cope, he low, he might sell coke. He always in the air, but he never found coke. He might fucking get stripped, and then he stripped. When he making get stripped, kiss him and rip. That you gotta do, I won't lose her. And then he gets stripped. Look me, you handle that. I mean, my like pale fat. I mean, you so sad, I'm doing cry like fucking liars. Oh, just like you, I'm gonna kill this. Sao cái thử thách này mình mới cảm thấy là làm rapper thực sự rất là khó các bạn ạ. Cái vị đắng và chua trên đôi môi và đôi lưỡi của mình khiến giọng của mình bây giờ lạc luôn, thì không thể nói trong một trạng thái bình thường được nữa, mong các bạn thông cảm. Thì sau thử thách này mình cảm thấy là một rapper thực sự rất khó. Ngoài cái việc là bạn phải có một cái kinh nghiệm sống rất là tốt để bạn có thể viết lyric thật là sâu sắc, thì bạn phải có skill rap, flow độc đáo và có một cái hơi thở dài ổn định để bạn có thể rap tốt. Và sau thử thách này mình nghĩ là mình chỉ dừng lại ở mức độ có thể là rap cover chơi thôi các bạn ạ, không làm rapper được đâu. Các bạn có thấy như thế không? Hãy an ủi mình đi. Đau họng quá, giờ mình không nói nổi thành lời nữa rồi. Thôi mình tắt video đây. Tạm biệt các bạn, tạm biệt. Dù sao mình vẫn thích trở thành rapper.